Thế đợt vừa rồi vắt mật được nhiều không? Được khoảng 20 lít nha. 20 lít à? Bán hết chưa? Thăm cưa à? Lâu quá không gặp, về giờ khỏe không? Khỏe quá. Chào các bạn nhé. Sửa được xe rồi à? Sửa được. Đi thăm cưa mang những cái gì đi? Mang ôi, không có tiền, nhà nhiều nên thì nhà vẫn còn rồi, nhưng mà có người nhiều nên thì mang một ít tiền với mấy quả trứng với một ít tiền thôi. Bao nhiêu? Chẳng nghìn thôi. Trước là ở mấy nữa là em đẻ là mua lại thăm lại đúng không? Thôi này. Ăn cơm gì ạ? À? Ăn rồi. Uống nhanh đấy. Em về sớm rồi, 9 giờ em về đến là rồi. Giờ này làm gì đấy? Xuống. Hôm nào điện thoại chết rồi. Phải, anh Huân vừa tặng một cái đây này. Lâu lắm anh không vào nhà em rồi, anh nhớ anh lắm. Có gọi được đâu mà đi. Em nhớ anh lắm rồi anh ạ. Gọi tận thêm bao đây. Bây giờ đi về à? Không ạ, bây giờ anh ông ngoại chờ bố đấy. Phải giúp một tí chứ. Giúp chứ, ông ngoại mà nhé. Anh thấy đi suốt nhỉ? Thôi,
vẫn đi bình thường mà. Giờ này ở nhà còn việc gì nữa không? Lợi bò các kiểu chăm lợi. Mọi thứ vẫn ok chứ? Lợn bò vẫn phát triển là được rồi. Anh Nam có hay gọi điện không? Điện thoại có đâu, điện thoại có. Anh nói chuyện anh Nam bảo thợ đấu mất sóng bây giờ này. Mất hình cả tiếng không thấy đâu cả. Mấy lần anh định vào gọi thuê bao thì anh vào kiểu gì, vào không gặp em thì mất công rồi. Bây giờ ấy thì anh vào. Hôm trước chợ kia anh là gặp xính. Gặp xính à? Hôm đấy em có đi không? Anh đi mà gặp anh mà nhỉ. Hôm đấy đi mua cái gì đấy? Một con lợn, nhưng mà con lại lợn ấy nó không có ăn cắn đâu, kiểu như nó bị ốm hay sao. Em mua thêm một con nữa à? Mua thêm một con. Con kia nó lẫn cấn quá anh ạ, em bán đi rồi. Bán đi gì á? 1,5 triệu. Một con to kia nó vẫn ở. Con bé kia nó không lớn à? Con bé kia nó cấn quá. Cứng ấy? Cấn. Sao lại cứng? Chả biết, nó vẫn cho nó ăn mà chả biết nó không lớn được. Thế là bán đi rồi đổi con khác à? Đổi con khác. Lấy con kê. Bò vẫn ok chứ, vẫn khỏe khoắn chứ. Khỏe. Con lợi kia thì bán đi lấy một con 800, bây giờ đến nhà nó không ăn. Kiểu như có kia trước kia ngày, trước kia họ cho ăn cám. Bây giờ em phải cho cám thì nó mới ăn. Nói chung là thời gian này em mua cái gì em phải hỏi anh vì dịch lắm. Đúng. Trên Mèo Vạc đang dịch lợn đấy, đùa đâu. Lợn bây giờ nghe họ bảo là nó dịch nhưng lắm. Đúng rồi, kể cả bò bây giờ cũng đừng có mà dại. Lợn bò thì đừng có ấy. Bán thì để giữ tiền ở đấy, xong đến khi nào nó ổn lại mình mua lại cũng được. Con nào mình nuôi cảm thấy nó không lớn được, không phát triển được thì đúng, mình đổi mặt nó cũng được. Đúng. Đấy. Bây giờ nó vừa mua được một con thỏ bé tí về nuôi. Nuôi thỏ á? Không, nuôi anh nghĩ... tặng thôi anh ạ, cái này không phải là mình nuôi chơi thôi, làm sao mà nuôi thành sản phẩm được. Kiểu như mình nuôi gà đấy, thế thôi. Không, gà anh tư vấn cho em này, bây giờ em đừng có nuôi lợn nữa. Lợn mua 2 con thôi, 2 con bò. Đâu em mua dê nuôi đấy. Dê thì mấy nữa du lịch nó được mở lại phát triển thì nhiều nhà hàng dê người ta mua ấy, lúc đấy giá sẽ cao. Mấy cả dê nó chỉ ăn cỏ, nó không ăn ngô của em. Bây giờ em đang nghèo mà em... đang nghèo về cái nghèo ngô ấy, chứ không nói là cái khác thì mọi người cũng biết rồi. Thì cái ngô ăn mình còn không có đủ cho người thì mình lấy lợn về thêm gánh nặng đấy. Lợn thì nó hay ăn cám, ăn ngô kiểu. Đúng rồi, nó đòi hỏi phải có từng đấy nó mới lớn, nó mới phát triển được. Bây giờ mình mà không có thì sẽ không phát triển được. Nên là em cứ mua dê về ăn cỏ thì cứ đi chặt cỏ với cả thả. Mùa này không có ngô thì thả thoải mái. Còn mùa có ngô thì mình lại chặt cỏ. Đấy. Không có đậu thì thả. Đúng rồi. Hôm nay thì anh em mình tiếp tục lên đây để đôn đốc cái công việc ở đây. Thì xin chào tất cả khán giả của Tăng Giác Mạch tiếp tục quay trở lại với channel của anh em mình. Thì một cái tin rất là vui, như mọi người thấy thì Tăng Giác Mạch sắp đủ 100.000 người đăng ký rồi. 100.000 trái tim đồng hành với Tăng Giác Mạch từ trước đến giờ. Thì đây có lẽ là một con số rất là tuyệt vời đối với những người làm thiện nguyện. Nó là một cái minh chứng cho sự phát triển của kênh cũng như là cái chặng đường dài phía trước nữa. Hôm nay thì sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý khán giả về tiến độ. Và hôm nay nhập thêm một cái xe vật liệu nữa. Và một nhân vật rất là lâu không lên sóng, người thợ đấu lên thăm cữ của em mua thì cũng xuất hiện. Và hôm nay thì sẽ ở lại giúp gia đình vận chuyển vật liệu cũng như là những công việc liên quan. Anh em mình sẽ ghi hình một chút để chia sẻ với tất cả khán giả như vậy. Và chắc chắn rồi anh em mình sẽ cùng với Amua để đi tìm mua xe. Các bác cũng gợi ý rất là nhiều là kênh của anh bé cũng như là của anh Ngọc mua xe 1 triệu ấy. Thì thực ra để mà nói về cái mẫu mã thì cái vỏ nó là rất là mới thôi, nhưng mà cái quan trọng là cái máy mua xe thì cái quan trọng là cái máy khỏe hay không. Thứ hai là cái xe giấy tờ nó có đảm bảo hay không nữa, nó còn rất là nhiều yếu tố. Tất nhiên thì rẻ nó là một cái yếu tố rất là tốt rồi. Hôm qua thông qua cái video Tăng Giác Mạch lại tiếp tục nhận được thêm 2 triệu nữa của một anh. Thì anh em mình sẽ tìm mua xe cho Amu để có xe đi lại di chuyển. Ăn cơm chưa? Nó mở chưa tao xin đợi. Nó mở rồi. Nó mở mà. Cái ấy cho thứ chi mùng 8 ấy nó mở. Cho thứ chi thì một tám gì tính nó à? Mua tính tổ bé cho thứ chi một tám. Đứng gọn vào.
cứ đi tu tu từ 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 tu nhau thì vừa tốn đấy. Ờ bây giờ đây cho chị bao mình để còn một đi rồi đưa thằng em đi luôn đấy. Thế thì cũng phải rồi đấy, thật đó, có uống rượu với em mua không? Ôi đi thằng cưới thì phải vài chén chứ. Đấy, đấy. Nó thả là nếu như không uống thì kiểu như mình không thích ông ấy này. Cứ phải có ly rượu thì nó mới là nhiệt tình đúng không? Ờ đúng. Nói chung thăm cữ là vẫn phải làm 1-2 ly. Đúng rồi. Đây này, cho lên đây, thử không? Phi lên đây. Xe mới sửa à? Hôm qua phải sửa đó anh ạ. Ờ, nó hỏng cái gì ấy, sửa hết bao nhiêu? 100 nhiều tiền đấy. Đấu rất là chăm chỉ đi ong ve các thứ đâm ra là sao xếp một quả xí muộn tìm được xe cho em mua xe thôi. Hôm qua có một anh gửi thêm 2 triệu rồi, thế là có 13,2 triệu rồi, lại được xe như thợ đấu thôi, xe đẹp luôn. Bao nhiêu? Hả? Anh 13 triệu thôi. Ui lu. Ui lu. Ừ. Các bác cứ lo là cái câu chuyện bộ đội với cả là chốc vào xíu này. Đi bộ đội hay không mà lại mua xe rồi chỉ ra là tỏ chết tỏ nó mà. Cô Đào cũng như là các bác khác gửi tiền về thì không phải cứ đi bộ đội là không cho, mà là gia đình của em mua, cũng như là còn bố này, bố còn trẻ này cũng vẫn tập được. Thứ hai là em tủa cũng biết đi rồi nhưng mà là chưa tập. Thứ ba là anh trai cũng biết đi nhưng mà rất là sợ đi đường to. Cho nên là nếu như mà mua có đi bộ đội chẳng hạn thì cái xe vẫn sẽ để lại cho gia đình em tủa ở đây cũng biết đi rồi. Em tủa bây giờ là ở với chị, mấy nữa làm nhà xong là ở với chị. Thì em tủa cũng có thể lái, càng lái thì càng giỏi, tay càng cứng thôi. Nên là dù em mua có đi bộ đội đi chăng nữa thì xe vẫn để lại cho gia đình. Và mọi người lưu ý là cái món quà của cô Đào và cả một anh nữa thì là dành cho cả gia đình, tức nghĩa là ba bố con trai chứ không phải là do mỗi mình am mua. Đâm ra là vắng am mua thì người khác sẽ là sử dụng cái xe để giúp cái công việc sinh hoạt của đại gia đình chứ không riêng gì mỗi am mua đâu. 13 triệu thì bây giờ được cái xe ngon đấy. Con tao là có chỗ có vô mà. Chứ tôi là cha. Hả? Con tao là si, si có vô tao mà nên là cha, vô chỉ tao là si. Ông ấy bảo là bao nhiêu vẫn được. Nếu anh mua được thì con tao là si thôi. Nếu như anh mua không được thì kệ. Phải mua chứ, bởi vì là anh thì bao giờ anh cũng muốn cái đồ tốt nhất. Dù là đồ cũ đi chăng nữa thì mình phải tìm hiểu thật kỹ. Như xe thợ đấu đi đấy, chẳng qua là em lâu không cha nhất nên là hỏng sách mang đúng không? Em vẫn trang bình thường nhưng mà hỏng cái gì? Không phải xanh mà, xanh mà thì đắt tiền đấy anh ạ. Thì thế hỏng cái gì? Không biết đâu, ông ấy nó sửa nó. Thế mua từ trước đến giờ là có vấn đề gì không xe? Không có đâu anh ạ. Vẫn đàng hoàng đúng không? Có cái phanh này chưa sửa đâu. À cái đấy từ lúc mua đến giờ đúng không? Đúng thế bác. Đợt xe mua thợ đấu kia là 10 triệu. Có cái thẻ. Đi ngon lành luôn. Xanh mà thì phải tiền triệu. Tân khoản 2 triệu đấy. Mang ra này thì đắt tiền đấy anh ạ. Còn limit sao? Ôi, liền ơi. Không được, thủng rồi. Toàn. Thôi cái này còn ít lắm nó. Xe thợ đấu với xe limit xá là chưa thấy vấn đề gì cả nhỉ. Đây hai con xe đều được tặng đây, trọng quay cho các bác xem. Đây là hai con xe mà anh em tao dốc mạch nhận cái sự hỗ trợ của anh Phương Nam, anh hỗ trợ đây. Hai con xe đi như nhau chạy đan đen trên khắp ôi, cái bình yếu rồi. Chắc là em để chìa khóa qua đêm đúng không? Em. Đâu, em hôm qua em vừa sửa xong rồi. Còn toàn. Còn mà có lau là. Lau cháu rồi, thế là chịu rõ là. Hết xăng à? Chắc nó xấu hổ thôi. Nó xấu hổ thôi. Không qua, không. Hơi khói rồi nhá. Đúng rồi. Thanh nhất rồi đấy. Hôm qua vừa thanh nhất mà anh.
gương mặt được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đây, người bà nội, chị gái kia. Đây. Vâng ạ. Chắc nốt xe này nữa là đủ rồi. Tí lò, tua là. Nó su chứ táo? Nó mà. Ờ, nó táo lắm. Trên này được cái là làm việc không nghỉ trưa nên là bao giờ cái tiến độ cũng đẩy nhanh hơn rất nhiều so với các khu vực khác. Mưa thì cứ mưa thôi, mưa là việc của trời, mình làm sao mình quyết định được. Nhẹ thôi. Bung xe rồi. Nhà kìa. Trời đầu mùa đông cảm giác như kiểu Tết đấy nhỉ. Anh vừa nhỉ. Ý giả nó chia kìa lắm. Non no này. Mà no thôi mà. Đây, hai con xe máy được tặng đây. Bây giờ vẫn đang làm việc rất là tuyệt vời. Thợ đấu kiểu gì ấy nhỉ? Xe hơi khói nhỉ? Anh thấy hơi tiếc đấy. Không, chưa sửa xanh mang. À. Phải sửa xanh mang xong là nó mới không... Nó mới đỡ khói đúng không? Nó hỏng, kiểu như nó sát sụp, nó sát hỏng xanh mang như thế này thì mình thay nhất bao lâu nó... Mình thay... Nó vẫn khói thôi mà. Phải ra... Đúng rồi. Có gì nó cứ ra thôi. Ừ. Hi, các bạn đi học về à? Chào các bác xem nào. Giơ tay chào các bác xem nào. Nào bye bye nhỉ. Bye bye xem nào. À. Sai plat gì sai? Hả? Ha sai là. Giờ mới bắt đầu đi học về đây. Cái biển số vứt ra thật đâu? Bị gãy à? Cái này là ngã hay gãy hay sao mà như này? Lâu lắm không không làm việc nặng đúng không? Không làm việc nặng rồi. Nặng thế nhỉ? Xây nhà xong rồi thì mấy khi làm việc nặng đâu.
có cái giá hàng ấy, em lấy cái giá hàng đi dễ hơn. Người thì bé mà cái gì cũng làm được. Ôi, người bé thì sức yếu lắm anh ạ. Thì tuổi em còn bé mà, đã lớn đâu. Đang trong độ tuổi phát triển mà. Được, được, được. Lốp hơi non nhá. Vớ vẩn lại thủng lốp thì dở hơi luôn. Buộc cho mà buộc vào. Ô, lìa ta là. Khiếp bé tua. Rồi xe của anh vừa cũng bốc khói nốt. Ta cho mà. Anh chủ đất là chưa vắng một buổi nào, khi mà có bất cứ công việc gì liên quan đến nhà của chị Sùng thì chưa vắng một buổi nào cả. Theo như quan sát cũng như là theo dõi của tấm giác mạch ấy. Bởi vì là trong suốt quá trình làm nhà thì mỗi ngày anh em mình đều phải đến một lúc để xem anh em thợ làm như thế nào. Có điều gì chưa ổn thì sẽ trao đổi lại để kịp thời thay đổi. Cua dưới này lên này. Mệt đấy nhỉ. Tại là uống vài ly rượu rồi đấy. Thế đợt vừa rồi vắt mật được nhiều không? Được khoảng 20 lít nhỉ. 20 lít à? Bán hết chưa? Chưa, vẫn còn nhỉ. Mật mùa này có đẹp không? Đẹp lắm, vẫn, nhưng mà nó không đẹp như mùa kia. Không vàng như cái đợt mà anh em mình làm nhà đấy đúng không? Đúng. Cái đợt đấy là mùa tháng mấy nhỉ? Tháng 11 nhỉ? Tháng 11 mà hay. À. Mật mùa này là trong hơn à hay như nào? Em vẫn không biết, em tiếng mông thì em biết rồi, tiếng canh em vẫn học chuyện đến. Không biết tả đúng không? Nói chung là mật rừng thì nó tùy từng mùa em ạ.
có mùa thì màu nó đẹp. Và cái chất lượng nó phụ thuộc vào cái loài hoa ấy, loài hoa rừng ấy. Thế giờ còn bao nhiêu lít nữa? Còn 20 lít thôi. 20 lít à? Mùa này thì khách du lịch nó ít nên đâm ra em mang ra chợ thì cũng chẳng bán được bao nhiêu đâu. Thế thì để anh nhập về anh bán cho các bác. Thế mất rồi mà. Nhưng mà chiết khấu phần trăm cho anh một tí nhỉ. Còn khoảng 20 lít thôi à? Còn khoảng 20 lít thôi à? Khoảng thế thôi. Ừ. Đấy. Hôm nọ lúc mà em gọi bảo là vào quay mật đấy, lúc đấy anh lại đi xuống Hà Giang. Thì không đến được. Không là cũng sẽ vào quay cho các bác xem. Nhưng mà chuẩn bị vào mùa lạnh rồi phải chăm đấy, không chăm là nó bay hết là phí đấy. Thứ nhất là cái ong rừng của mình ấy, ngày trước là ở trên rừng mà. Bây giờ em nhập, em lấy về cho vào cái thùng cũ thì nó đã không quen với cái môi trường đấy rồi. Nếu mà không chăm sóc tốt vào mùa lạnh này nó bay đi hết thì anh cũng chịu thôi. Có vấn đề gì là phải điện ngay. Đấy. Thế khoảng 20 lít thì chắc là tối hoặc ngày mai anh vào lấy đi. Có bác nào mua thì anh sẽ chuyển cho. Anh sẽ... Nói chung là anh chỉ lấy của em khoảng 20-30 nghìn tiền công thôi. Ngoài ong mật nữa thì ông thợ đấu còn đi tìm ong nhộng, ong đất ở rừng ấy về để bán. Đợt vừa rồi tìm ong đất bán được hết tổng là khoảng bao nhiêu tiền? À thợ đấu. Cho đằng sau là rơi à? Đằng sau phải có dây co cơ. Đợt vừa rồi kiếm được nhiều tiền ong đất không? Rồi, anh à, vừa... Mấy triệu? Nếu anh gom thì được khoảng 6 triệu nhưng mà nếu như... Bán hôm nào tiêu hôm đấy đúng không? Đúng rồi đấy. À. Mình có một gia đình thì bán hôm nào tiêu hôm đấy. Ừ. Trong vòng 1 tháng mà kiếm được 1 triệu, 6 triệu tiền ong đất là quá đỉnh cao đấy. Thanh niên này được cái bắt ong đất rất siêu, không cần mũ, không cần áo. Chỉ cần cái liềm với cái Pepsi thôi nhỉ? Mùa hai phát từ trước giờ anh thấy em bị đốt rất ít luôn đấy, đỉnh cao của bát ong đấy. Ôi, bị đốt nguy hiểm lắm, đau lắm. Tất nhiên trang bị áo thôi. Đấy, thợ đấu thì cũng vừa chia sẻ là còn từng đấy mật. Nếu như mà quý cô bác anh chị nào mà có mua thì có mua ủng hộ thì Tam Giác Mạch cũng sẽ gửi cho. Tối hoặc là chắc là sáng mai thì Tam Giác Mạch mới vào lấy mật được. Để chuyển, nếu như có bác nào muốn mua thì cũng chuyển được. Còn mật Bạc Hà thì các bác mua thì hiện tại Tam Giác Mạch cũng xin phép là không có đơn. Bởi vì là chưa vào mùa Bạc Hà. Bạc Hà là vào mùa lạnh cơ. Có chăng thì mật nó tồn từ năm ngoái. Thì cái chất lượng nó sẽ không được mới. Tất nhiên là mật thì nó vẫn là mật xịn thôi. Tuy nhiên thì để một năm rồi thì một số nó sẽ bị đông. Mật nó vẫn sẽ bị đông đường nha mọi người nha. Có rất là nhiều bác có gọi điện cho Tam Giác Mạch, cũng có nói về một vài cái channel ở phía bên kia. Người ta bán thì mật nó hay bị đóng đường ấy, thì mật ong ở đâu nó cũng đóng đường thôi. Ở Tây Bắc hoặc Đông Bắc hoặc là ở miền Nam, miền Trung thì cũng đều là đóng đường hết. Tùy vào cách bảo quản cũng như là thời tiết. Và ngoài ra thì cái quá trình vận chuyển ấy, thì quá trình vận chuyển nó sẽ tạo ra bọt. Bởi vì nó sóng sánh mà, nằm ra nó sinh ra bọt. Thế nên là để mà nói mật ong xịn hay không xịn thì tất cả mọi người đều có những cái cách thử khác nhau. Còn anh em mình khi mà nhập thì nếu mà như mật của nhà thợ đấu ấy, thì là nuôi tự nhiên, không có sự tác động của cái gì cả. Cứ chăm sóc, bảo vệ nó thì nó sẽ tự đi đánh mật và về thôi. Xong là đi quay lấy mật thôi, chứ không có cho đường hay gì cả. Đấy là khẳng định với các bác 100% là như thế. Còn mật thì để lâu thì chắc chắn nó sẽ đóng đường ở phía dưới. Đấy là điều đương nhiên. Thùng à? Lấy một cái bao bên lót bên trong thế là đổ vào đường. Hiểu cách làm không? Nếu mà bác nào, anh chị, quý cô bác anh chị nào có mua mật để ủng hộ thợ đấu thì có thể gọi theo số 0968122303 Tam Giác Mạch để ở ngoài màn hình ấy. Đấy, thì Tam Giác Mạch sẽ gửi lên. Còn những cái bác mà ở vùng dịch, vùng đỏ thì hiện tại không thể vận chuyển hàng hóa cũng như là không những cái dịch vụ không thiết yếu thì cũng thông cảm là không thể gửi được. Ơi. Thì cũng hy vọng thông qua video này thì sẽ bán được hết mật cho thợ đấu. Bởi vì theo như em chia sẻ thì
một tháng thì bán đi mật, cái mật nhộng kia, ăn nhộng kia là mua được 6 triệu. Hôm nọ bán 4 tổ cái được bao nhiêu tiền? 4 tổ ấy, có một ngày em bắt được 4 tổ bán ở đường ấy. Mấy trăm thôi. Cái đợt anh mua của em về là ui ăn được nhiều, được 2 Âu cơ mà. Lúc mình bán thì họ cũng bảo là không được một đĩa, nhưng mà đi bóc thì được. Được nhiều mà, không nhiều nhìn cái tổ là biết. Cái hôm anh mua của em là anh làm 2 mâm mà ăn không hết mà. Được 4 đĩa. Trước kia tổ anh mua cái này, anh mua cái phòng tổ là không được 2 đĩa. Là họ không mua đúng không? Anh là anh xúc luôn anh về ấy. Đến hôm sau anh mới ăn mà. Mùa này là sắp hết rồi nhỉ? Bây giờ sắp hết ong nhộng kia rồi. Mùa này thì không có máy rồi anh ạ. Bây giờ nó cũng không nhiều nữa. Vẫn còn một tổ nhưng mà chắc còn tụ của em thôi. Tổ to nhưng mà cái nhộng nó không có. Đúng không? Đúng. Nó chỉ có cái vỏ thôi. Mùa này thì nó hay đi hết rồi anh ạ. Đúng rồi. Bây giờ nó biến thành con mẹ hết rồi. Đâm ra là nó bay chứ không phải mùa làm nhộng nữa. Nếu mà bắt trên cây thì em làm như nào? Không có áo bảo hộ thì em làm như nào? Đốt tổ kiến đi cho bên ngoài, xong là mình đốt bên trong. Tôi nghĩa là mình đốt một cái bên ngoài để cho nó bu vào à? Cho nó ra khói, cho bên ngoài thì mấy con ở ngoài nó không bay vào trong. Thế thì mình cứ đốt cái tổ bên trong. Bảo sao chưa bao giờ thấy bị đốt. Từ trước giờ đi thấy có mỗi 2 phát bị đốt thôi nhỉ? Siêu thật đấy. Nhưng mà nguy hiểm lắm anh ạ, nếu như con nào nó đốt thì hồi đầu. Đâu những cái phết nào bị đốt ra nào, dấu hiệu của đâu? Còn ê, dân vẫn còn đây này này. Một phát đúng không? 2 phát này. 2 phát đốt đúng không? Thối hết thịt đấy nhỉ? Vẫn còn mấy phát ở đây nhá, nhưng mà nó không giống như bên này. Ai mà thịt mà giữ thì đốt một phát là nó thối thịt ngay. Còn ong mật thì đốt thoải mái nhỉ? Ong mật thì không sợ đâu nhỉ? Ong mật bởi vì nó bé tí nó đốt. Đốt ngứa thôi nhỉ, ong mật đốt chỉ ngứa thôi. Mùa lông này lạnh này là chú ý nhá, không nó bay hết là anh chịu đấy. Phải hết sức để ý. Đợt mới nhập về 18 thùng thì bay mất 1 thùng, 2 thùng. Một thùng ở gần nhà lành, một thùng ở nhà thợ đấu. Do là chưa quen cái tổ cũng như là không có kỹ thuật chăm. Nếu mà đợt quay đầu mà đã được từng đấy rồi thì quá tuyệt rồi. Lại chết à? Lùi lại em, cho anh vừa chứ trước. Không. Thở đâu lái xe này không? Lái là cao hơn nhỉ? Nó cao hơn nhưng mà cậu cũng không sợ, nhưng mà nó không biết ga đấy. Không biết côn. Côn. Nó nhảy một phát. Rồi. Phải biết côn. Không côn không điều nó tắt máy đấy. Nhìn A mua giống như lộn xính ấy nhỉ. Cái áo trước ấy, đúng không? Quá này hơi bị giống lộn xính đấy. Anh này nó ký xe ngờ anh thấy chứ. Chúng ta hay cho tỏ có thể. Một tảng à? Chị dùng xúc bột tắt mồ hôi.
nó thì cái cao chú xuống nè ô chá đó tôi nhận ô chá cho nhiều một tí à bảo mà mua bên kia là đi a sử ở bên dưới này em lót đâu cho sau à chưa cho sau đi hết chưa ha áp tủ về khỏe đấy. Ngồi nghỉ đã. Ngồi nghỉ đã. Đi thôi, dắt xe mà. Mình không mệt đâu, cái xe mệt thôi. Xe mệt xe. Nói chuyện sửa đâu có thể cười cả ngày luôn. Đó. Mà nói chung là nó tiếng kinh không chuẩn mấy. Không chuẩn mấy à? Mồm em sao đây? Đây này. Bị đau chứ thì bị ăn cái gì nhỉ? Em liếm, em lấy lưới liếm nhiều thì sao nó bị ấy. Đúng không? Không. Thì ăn cái gì? Chả biết nên ăn cái gì cái đấy ăn tiếng mồm em biết rồi nhưng mà cái ngứa à? Ăn là ngứa à? Vẫn chưa hiển cái đấy, chưa biết cái tên đấy. Tiếng mông là nói nào? Ôi. Cái này cái gì nhỉ? Quên rồi. Ê, cái dây này đi đâu rồi nhỉ? Dây nào? Đứt ở đâu rồi á? Á tủa. Mau đây. Cho Mỹ Bình mau đi. Bao tải ấy. Bao tải ấy. Cho Mỹ Bình mau đi. Cái dây này mình phải kéo nó mới để được. Kéo mới để được. Là như thế nào? Thứ nào? Ghê đây nè. Lá nào? Để thế này. Đấy. Kéo mới để được á? À. Đó, phục sở đấu luôn. Wow. Đẹp quá. How day đó. Anh nhìn. Cái game chắc là how có gì xui đâu. Ta hết dầu rồi à chỗ à, anh Vư? Chỗ ta đó. Anh Vư thì đang đi thăm dầu của xe máy. Ừ. 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 Cái này xe mình đi vào đường đồi đèo này phải thay liên tục thôi. Nắp nhớt thì cũng bay hết rồi. Vẫn không ra nữa cơ. Bình thường là sẽ thăm dầu nhớt ở đây. Xem còn ít hay nhiều.
À đây, xoay à. Anh chủ đất vẫn là có rất là nhiều tài lệ luôn. Đấy. Mã đi sửa xe máy cũng được anh vừa ạ. Mã thì lau đi sửa xe máy cũng được. Không có nước chơi. Mà không có tìm. Không có tiền xuống á. Sao còn không? Ô, tà ơ. Thế là, cho chọc lại không tà không tà. Nhớ tà. Ô, tà đâu, không mê mê này. Sao là, xem cho các bác thấy nè. Ô, còn từng này đó. Một ít từng này đó. Rất là ít. Nhớ tôi khổ rồi nè. Tà đâu. Chuẩn bị đi thay rồi. Chở nốt cái đống bột ngoài này là đi thay rồi. Mỗi lần thay là 6 hay 70 nghìn nữa mà. Không có thay. Đi thay cũng đi nợ à? Tà luôn. Hôm qua thợ đấu thầy đi thay hết bao tiền đấy? 9.000 mà. Xe côn thì thay lại tốt một chút. Bắt một tí đi là lâu hơn. Vài lại dạy vài một tí tiền. Bao? Nhét phố kia nè. Nhét phố kia nè. Nhét tả. Nhét phố kia chúng một chiếc. Nhét phố kia rồi. Cố lắm. Ừ. Oh no. Nó phải kéo à? Phải sửa này. Đạp cho nó nhanh. Xe chủ đất không hết nhớt rồi. Lịa. Có mê mê này là đi thì nó cháy đấy. Nó cháy xích măng không em đấy. Là nó bị hở dầu ra luôn. Dầu là ra là cũng có nhiều khói như xe em đấy. Đúng không ạ? Thì lau thử ra hỏi thì lau hiệp xem nào. Vài cái bảo bảo anh hiệp hay là anh hiệp. Như anh hiệp giúp điều này anh hiệp hộ cháy trầu sao. Đi. Múa lặng. Thật đâu rồi. Rồi quay xe rồi. Cái xe của anh chủ đất thì cũng ra khói với xe thể đấu. Ra ít hơn đúng không? Mà cũng ra khói rồi. Nó mà. Ôi sao được quay xe. Lùi nữa. Rau à, nó thao à, khó à lỗ, ua. Đó, tao đó long rồi. Tao kia đó. Được, tao lại. Ủa. Đó, đi được mà. Mũi tao. Thật đấu từ đẩy em nào, thật đấu ơi. Giúp chú vừa đẩy rồi chú vừa thả côn ấy. Cho nó. Kiểu như là mình giật số cho nó nổ ấy. Cái này là phải đột nhất vào nhỉ. Đột nhất thay nhất đi. Thật đấu đẩy,
đây đi em. Tụt vào. Thôi sửa, lo cỏ chắc gió để xuống. Nhà chị gì để xuống nhà chứ mày không? Nó cũng chắc gió để xuống. Lịa hỏng rồi. Đẩy mạnh vào em. Đẩy mạnh vào để chú ấy giật số hơn đấy. Đó, tao lo đi được rồi. May quá. Ra kia thành nhất thôi. Thành nhất vào bởi vì nó nhất yếu quá rồi đấy. Nó khô quá. Nhất khô hết rồi. Nó nóng quá nó còn khắc tự biết tắt máy cơ. Chưa hết đâu mà. Bây giờ châm giờ thử anh ạ. Thử nhé. Châm thử rồi. Không lên nữa. Không ấy nữa, hết nhớt rồi. Không còn nhớt nữa đâu. Còn đúng một tí như mổ móng tay này. Đủ một chén rót hết nếu đổ hết vào đây thì được một chén. Đây thầy nhớt đi không hỏng xe đấy, lúc đấy sửa mệt lắm. Hôm nay là cả vợ cũng lên cơ à? Cả vợ mà. Đi hai vợ chồng à? Đúng. Phải mang con gà chứ. Ôi anh ạ. Gà mà đâu anh? À, biển số đây à? Biển số vứt đây luôn à? Đấy, đây cái này hồng rồi. Cái này không hồng thì lắp vào. Như này đúng không? Phải đi thay cái đít này nhỉ? Lắp vào đây thì nhớ mình ý kiến mình xem là cái này mất đâu rồi, nó đâu đấy. Mình cứ cỡ ra đây thôi. Ừ. Ngay cả vỡ lên này, vỡ cũng giúp luôn à. Đông đảo luôn. Lâu lắm không gặp già rồi nhỉ, già. Chào các bác xem nào. Bài mà, bài à? Chào các bác chứ, bài cái gì? Lâu quá vợ lồng mi vành không xuất hiện rồi, lâu thật đấu. Lâu lắm rồi đấy ạ. Quên cái chía mà trước kia chào các bác rồi. Có gì bác sĩ đó, xin là có vư xìa mà. Thành trước không ăn rồi đúng không? Rồi thời đấu rồi đấy. Rồi. Họ thay cho gì?
thế cầm đi thay luôn đi, thay để còn xanh này, quên đi thay đi. Không là mấy nữa hỏng còn không có tiền mà sửa ấy, đúng không? Ở đây còn chết dở nữa. Xe này đi nhiều thì đâm ra là nó cũng lấy nhanh thôi. Xe côn ăn nhiều nhất anh ạ. Lúc đấy thở đỡ mà giúp để dập số nổ đấy. Không lên được à? Không đề được à? Không đề đạp không lên đâu. Mua chưa đấy? Vợ bé thì cười thế này nhỉ, cười như người trẻ con. Thở đỡ chắc to nhỉ? Ôi, em vẫn bé nhưng mà em lớn hơn một tí. Nói chung là em là người bé thôi, kiểu như người già thôi. Người già. Ông cụ non. Anh tuổi lớn rồi đấy anh ạ, không phải người trẻ con nên nói chung là không phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.